các bạn nhìn cái hình này luôn nhé. Như vậy thì chúng ta sẽ có nè, mặt trăng, mặt trời. Như vậy ở đây là chúng ta sẽ dùng quạt hạt và chúng ta sẽ cho lớn lên nè, lớn lên, và chỗ này nó cũng lớn lên, nó giống như là một cái hình elip vậy đó. Rồi chèn cái hình này vào thì như vậy thì các bạn có thể tải trên mạng về. À, cái bài mà của bạn, ok, cái này bạn có cái hình là nó giống rồi nè, ok. Như vậy đối với lại một cái hình khi mà chúng ta chèn vào thì các bạn nhớ là cái chế độ chèn hình là gì. Chế độ chèn hình thì chúng ta sẽ chọn cái chế độ đúng với chế độ mà chúng ta có thể di chuyển được. Đấy, như vậy thì trong ở phần này các bạn sẽ chọn chỗ này nè. Rồi chúng ta sẽ có các chế độ nè. Ví dụ như là bạn chọn cái square thì nó sẽ đẩy đẩy chữ ra xung quanh. Như vậy khi mà bạn đặt cái hình bất kỳ ở đâu thì nó sẽ đẩy cái chữ ra đi chỗ khác. Đó, đẩy chữ đi. Còn nếu mà mình đặt cái chế độ là gì? Đặt cái chế độ là thin giống như lúc nãy mình làm thì nó sẽ tự động nó điền vào, nó điền chữ vào những cái chỗ trống nè. Ví dụ bình thường là nó chừa hết cái hình chữ nhật, nó chừa từ trên này nó chừa xuống. Còn bây giờ nếu mà mình để chế độ này á thì chỗ này cong cong là nó chừa theo cái hình cong của mình. Trong trường hợp mà chúng ta chọn kiểu thứ ba, đó là nó chèn vô bên trong luôn, chèn vô bên trong, nếu mà có trống thì nó chèn vô trong luôn. À, rồi cái tiếp tục nữa là các bạn sẽ có một cái chế độ là chèn phía trên inline with text. Cái này là top curtain. Top curtain là nó đẩy text lên hai bên, phía trên và phía dưới, còn nó nằm giữa, nó nằm nguyên, nó là dòng, nó không có ai chiếm cái dòng đó của nó hết. À, nó nằm ở đâu thì cái phần này còn trống thì nó bỏ qua. Còn cái mà này là nằm dưới tết nè. À, được chưa? Chữ nằm ở trên nè. Còn trường hợp ngược lại thì chúng ta sẽ cho chữ nằm dưới. Chữ nằm dưới. Nó đơn giản vậy thôi. Đúng không nào? Như vậy nếu mà mình muốn di chuyển bức hình này đi nhiều vị trí khác nhau thì mình chọn là behind. Behind tết là nằm dưới tết và mình dễ quản lý nhất. Rồi cái chữ mặt trăng, mặt trăng, mặt trời thì bình thường của chúng ta nếu mà chúng ta không xài quạt hạt á thì nó không có chỉnh được cái phần này. Ví dụ như các bạn chọn bình thường, các bạn dán ra đây đó, mặt trăng, mặt trời, mình gõ xong ha, gõ xong các bạn chỉ cần chọn mặt trăng, mặt trời, các bạn vô trong phần insert, các bạn chọn chữ A. Rồi chọn kiểu. Đấy là nó đã ra được mặt trăng mặt trời cho mình rồi nè. Rồi cái kiểu này, cái kiểu này thì nó cũng giống như cái hình lúc nãy các bạn. Cái kiểu này là nó đang chạy nè, nó đang đẩy chữ đi nè. Bây giờ nếu cần thì các bạn sẽ chọn vô đây layout option, các bạn chọn là in front đi, nằm phía trước. Rồi ok. Như vậy thì giờ mình chuyển đi đâu cũng được hết, nó không có đẩy chữ đi chỗ khác. Yeah. Như vậy giả sử mình đưa cái này qua một cái file mới đi để cho nó dễ thấy. Đây. Giả sử như đây là chúng ta có được cái đoạn test mà đã gõ trước đó rồi. Bây giờ mình sẽ chuyển cái mặt trăng mặt trời này thành quạt hạt. Insert quạt hạt. Rồi chọn kiểu hiển thị của nó. Chúng ta có thể là đưa cái này enter xuống một cái chữ mặt đâu nè. Rồi chúng ta sẽ chọn cái bóng mờ cho nó ngã ra phía sau. Thì các bạn chọn cái format. Rồi trong này các bạn chọn shadow.
cho cái bóng nó ngã ra phía sau. Kiểu chữ này là nó thẳng nè, nó thẳng. Chúng ta có thể là chọn kiểu chữ để cho nó lớn ở phía giữa nè, lớn ở phía giữa. Đó, tùy theo cái nhu cầu mà các bạn chọn kiểu của nó là kiểu nào. Đó, cong lên, cong xuống, được chưa nào? Tùy theo cái nhu cầu mà các bạn có thể chọn cái kiểu theo ý của mình. Đó, lớn ở giữa, hai đầu nhỏ lại. Chữ cái này mình đưa vô trong. Nói như vậy là mình đã có mặt trăng mặt trời rồi. Còn cái chuyện mà bạn đổi màu thì cũng bình thường, chúng ta cũng có thể đổi màu cho cái chữ này. Thay vì chúng ta sử dụng màu xanh thì chúng ta vô format chúng ta có thể đổi lại cái màu. Đó, thấy không? Màu biên nè, màu biên nè, bởi vì cái này là outline, cái này là nó là outline. Còn màu chữ là ở trên. Đó, mình có thể đổi lại màu chữ nè. Bạn có thể đổi lại màu chữ là một ha. Ví dụ như là màu này. Rồi outline của mình là mình chọn màu màu khác. Outline. Xanh đi, xanh vàng đi. Xanh vàng cho nó dễ nhìn. Đó, ví dụ như vậy. Chưa? Rồi. Mình muốn đổi màu gì thì mình đổi. Rồi cái tiếp theo là các bạn sẽ chia cột ra. Đó, chia cột rồi mặt trăng. Ok. Rồi, thầy sẽ mượn cái cầu vòng của bạn. Nè, cho nó mờ xuống nè. Cầu vòng của chúng ta. Bây giờ nếu như mà các bạn cho nó mờ, cho cái này nó xuống dưới một tí, thì các bạn cũng trong format, các bạn sẽ vô trong phần color nè, các bạn điều chỉnh lại màu, để điều chỉnh lại cái màu. Đây là một cách ha. Rồi, ok. Cách thứ hai là mình set cái temperature, làm cho bức tranh này nó mờ đi. À, ví dụ như là cái vùng nào mà mình muốn cho nó bị mất background đó các bạn, thì mình có thể là vô trong cái format mình set temperature cho nó. Rồi một cái nữa là mình có thể là giảm cái contrast của nó xuống, đậm hay nhạt mình giảm, thay đổi cái contrast của nó, được chưa? Như vậy thì có rất là nhiều cái để mà chúng ta thay đổi ở đây. Như vậy các bạn chọn ở vô bên trong này, các bạn thay đổi cái bức tranh của mình theo cái ý mà mình mong muốn. Ví dụ như này giống như là tranh sơn dầu vậy đó. Rồi có những cái mà thay đổi về màu sắc, thay đổi về cái độ hiển thị, thay đổi về những cái hiệu ứng màu sắc nền, thì chúng ta sẽ thay đổi ở bên trong. Có rất là nhiều thứ để chúng ta thay đổi. Rồi thay đổi tổng quan, hoặc là xóa cả cái nền, giống như lúc nãy thầy nói là cái nào là cái nền, cái nào là không có, thì mình có thể là xóa đi. Rồi cái gì nữa nào, cho nó mờ đi. Bây giờ cho nó mờ thì làm sao đây? Bức tranh nè nó đang hơi bị rõ nè, mình làm sao cho nó mờ? Sao các bạn? Ở bên này là picture style, là cái kiểu thể hiện, kiểu thể hiện feel. Rồi bạn tô màu lại cho bức tranh, tí nữa chúng ta sẽ làm mình đến cái này ở phần dưới.
shadow là bóng mờ. Bóng mờ mình có là bóng mờ phía dưới nè. Có bóng mờ hay không? Đó. Nếu mà mình không có bóng mờ thì mình bỏ qua. Còn nếu mình có bóng mờ thì mình kéo lên. Về bóng mờ. Yeah. Chỉnh mấy cái trend gradient này các bạn sẽ thấy được là cái này là cái bóng ở phía bên ngoài. Bóng phía bên ngoài mình có thể điều chỉnh thêm ở đây nếu có bóng, còn nếu không có bóng thì thôi mình chọn không. Cái này là cái biên ở 3D. Cái độ mà nhòe mà lúc nãy chúng ta tạo đó. Này là hết nè, trở về cũ nè. Vị trí bức ảnh lớn nhỏ, đây nét contrast tức là trắng đen, thay đổi picture color. Thay đổi màu sắc cho bức ảnh. Cắt. Cắt bức ảnh. Đó là những cái thông tin để mà chúng ta format về cái bức ảnh. Rồi các bạn có thể là quan sát được không? Có bị giật không các bạn? Này là trở lại bức ảnh cũ nè, reset nè, xoay bức ảnh nè, thay một bức ảnh khác. Này là quay trở lại cái kích thước, được chưa? Như vậy thì các bạn thấy là trong này nó có rất là nhiều thứ mà chúng ta có thể là hiệu ứng cho nó. Đây cái bảng lúc nãy chúng ta mở ra nè, thì khi mà chúng ta chọn ở phía dưới này tạo thêm nhiều cái hiệu ứng mới thì tự động nó ra cái bảng này. Color cũng như thế, chúng ta sẽ thay đổi cái màu sắc color là nằm ở đây này. Rồi tiếp tục chúng ta sẽ chia cột nhé. Đây mình chia cột rồi, cái chữ M mà lớn này thì chúng ta dùng rocket. Drop cap thì chúng ta sẽ chia lớn ra. Rồi phía dưới này nữa là chia đến chỗ này thôi, chịu được thôi. Còn phía dưới này nó là một cái đoạn khác. Như vậy thì chúng ta sẽ lấy cái hình mặt trăng. Ok, thì bạn lấy cái hình nào cũng được. Bây giờ chúng ta sẽ lấy bất kỳ một cái hình nào nhé. Mình lấy bất kỳ một cái hình khác để mình chèn vào đây. Chia cột đến phía là được rồi, ok. Tại vì lúc nãy các bạn làm gì biết không, là các bạn chưa có cái đoạn test dưới này nè, các bạn không có cái đoạn test dưới này đó, không có ha. Rồi sau đó các bạn sẽ chia cột, các bạn chia cột ví dụ như từ đây đến đây các bạn không có nè. Đó, không có, cũng không có mấy cái dấu enter này luôn. Đó, chỉ đó đến đó thôi. Rồi các bạn sẽ chia cột. Như vậy thì các bạn chọn cái vùng này để chia. Chia column. Các bạn chọn two. Nó tự động nó nhảy xuống con cột 1 à. Không, mình xử lý chỗ này như thế nào? Nếu như trong trường hợp mà bạn không có cái đoạn test lúc nãy thì bạn enter xuống cho nó dư một cái enter. Như vậy mình có thể nhìn được cái enter đó ở đây. Bạn bật cái chỗ này lên. Show hay. Như vậy khi mà mình bật lên mình sẽ thấy rõ là đây là một dấu enter nè. Đây nhảy xuống đây một cái nữa. Như vậy lúc mà chúng ta chọn để chia cột, chúng ta chỉ chọn từ chữ mặt này đến chữ được này. Bỏ dấu enter này lại. Thì chúng ta chọn layout. Chúng ta chia làm hai. Đấy, nó sẽ không có bị nhảy xuống dưới. Không bị nhảy xuống dưới. Còn xuống dưới này chúng ta lại dùng đến hai cái đoạn lúc nãy,
Nhưng mà hai đoạn lúc nãy lúc này là nó không có chia cọt. Ok, như vậy là chúng ta đã có được cái phần chia cọt. Bây giờ chúng ta chèn một cái hình bất kỳ vào đây, chèn một cái hình bất kỳ vào đây. Như vậy chúng ta chọn Insert Shape trước nha, bởi vì chúng ta cần một cái ellipse, hiểu chưa nào? Đó, chứ không phải là mình insert picture trước nha. Rồi mình cũng chọn cái shape này, nó là ở dạng là square, ở dạng này nó đẩy chữ ra. Bây giờ mình sẽ chọn là fill, tức là tô cho cái bức tranh này, cho cái shape này, bằng cách là chọn picture, fill shape picture. Mình sẽ chọn picture là from file. Mình sẽ chọn một cái picture nào đó bất kỳ. Đâu đó, không biết có không đây. Thì lên mạng thì sẽ search một cái picture đi. Lưu ở desktop nhé. Rồi chọn from file và các bạn vô desktop, các bạn sẽ thấy được cái bức ảnh của chúng ta đấy. Như vậy thì nó đã chèn vào cái hình ellipse của mình nè. Đó, chèn vào hình ellipse. Như vậy khi mà có cái hình ellipse rồi, bạn có thể format cho nó là có biên hay là không có biên. Không có biên thì bạn chọn là no line. Như vậy các bạn thấy là cái hình của mình nó không còn cái khung nữa, nó chỉ có cái hình thôi. Còn nếu mà mình trả lại bình thường thì cái line của mình nó là màu xanh. Line màu xanh. Bây giờ xuống đây có con thỏ, có cái đoạn này. Như vậy các bạn thấy là với cái đoạn tép này chúng ta sẽ có hai phần, một là cái khung, một là cái khung, hai là chúng ta sẽ có cái đường ranh ở giữa nè, đường ranh ở giữa. Như vậy thì để làm được cái việc này đấy thì các bạn tốt nhất là các bạn nên xài table. Table là đơn giản nhất ha. Insert table. Như vậy chúng ta sẽ chia ra làm hai khung, một khung trên, một khung dưới, và có cái đường ở giữa. Thì chúng ta thay đổi cái cách thức vẽ cái đường này. Đấy, như vậy thì chúng ta chọn Insert Table vào đây. Nó có hai đoạn nè. Các bạn chọn Insert Table. Như vậy mình chỉ có hai thôi. Hai. Và mình một đoạn ở trên, một đoạn ở dưới. Rồi, bây giờ mình sẽ kẻ khung cho cái đoạn này. Như vậy, trước tiên mình sẽ kẻ khung cho nó tất cả cái khung, và mình sẽ chọn nét đứt, đúng không nào? Nét đứt là gì nữa nè? Nét đứt thôi. Ok, chọn khung nét đứt. Rồi riêng cái đường ở giữa, riêng cái đường ở giữa mình sẽ cũng chọn vô cái phần khung và cái đường giữa này nè, mình chọn cái đường giữa ha. Như vậy cái phần khung này mình sẽ chọn cái kiểu này. Nhưng mà nếu vậy á thì các bạn thấy là nguyên cả cái bảng nó sẽ nhảy, đúng không nào? Cho nên là mình không có thay đổi ngay lập tức, mà mình sẽ chọn ở đây là đâu rồi nhỉ, custom đó, chọn vô đây custom. Rồi bắt đầu mình mới xuống dưới này, mình chọn cái đường này, bấm vô đường giữa, mất, bấm vô đường giữa lần nữa là nó có. Ok, được chưa?
Như vậy là mình đã một mét xong các bạn. Bây giờ nói lại nhé, bây giờ quay trở lại cái bảng bình thường nè, mình vô đây chọn Border Sharing, sau đó bình thường nó sẽ là lúc nào nó cũng lên là on, rồi mình chọn vô đây thì nó tự động nó điền hết tất cả. Sau đấy, sau khi mà chúng ta điền hết tất cả rồi, các bạn quay trở ngược, các bạn xuống dưới, các bạn click vô custom ha, chúng ta chưa cần ok, chúng ta click vô custom, sau đó chúng ta quay trở xuống, chúng ta chọn cái kiểu đường mới. Kiểu đường mới thì chúng ta đặt cho cái đường giữa này thôi, click chuột ở đây mất, click chuột vô lại có. Như vậy là chúng ta đã định dạng xong cái phần khung cho cái bảng này, là chèn con thỏ vào, chèn con thỏ vào. Hình như bên này bạn có con thỏ, ok, cũng rất là dễ thương. Rồi thầy sẽ mượn mà thầy chèn con thỏ vô đây. Nhớ là chèn con thỏ ở chế độ là in front test hoặc là behind test ha, để chúng ta đẩy con thỏ này đi thì nó không có bị ảnh hưởng, nó không có đẩy đẩy chữ đi chỗ khác thì chúng ta dễ điều chỉnh hơn. Còn nếu mà các bạn đang để ở chế độ những chế độ khác mà không phải là in front hoặc là behind test á, là nó sẽ đẩy chữ đi chỗ khác. Rồi xuống dưới ở đây thì các bạn có thể là chèn table vô đây, hoặc là các bạn vẽ cái khung riêng, tùy các bạn chèn table cũng được, vẽ khung cũng được, hoặc là các bạn chèn theo cái dạng là shape cũng được, tức là một cái hình chữ nhật cũng được, cái gì cũng được cả. Rồi ok, chỗ này xài Violet luôn, đúng rồi, cái này hình như là không xài tab hả? Cái đó em bấm chấm chấm này. Chấm chấm là không đúng rồi. Như vậy thì chỗ này chúng ta sẽ có nè, thầy sẽ mượn cái chữ thôi. Những miền đất là ẩm thực văn hóa. Chỗ này thì làm rất là nhiều cách. Một là bạn chèn table giống như lời nói lúc nãy. Hai là các bạn có thể là chèn shape, bạn đưa một cái hình chữ nhật vô, hoặc là bạn chèn cái quần ạc text box, bạn chèn text box vô đó, text box ha. Về bên trong này mình sẽ gõ vô là chữ khám phá. Rồi xuống dưới này nó đang nhảy hơi xa đúng không, nhảy hơi xa, để coi bên này người ta chỉnh xa hay gần. Rồi gần, như vậy nó nhảy hơi xa là chỗ này, tại sao nó nhảy xa, nó chỉ có một cái dấu enter thôi mà sao nó xa vậy. Vậy thì chúng ta sẽ vô cái paragraph nè, đó, chúng ta thấy là ở trên với dưới nó cách nhau đến 10 points thì nó rất là xa. Mình chọn lại là giữa hai cái đoạn mà chúng ta enter nó gần. Bây giờ chúng ta sẽ có những cái chữ mà lúc nãy bạn đã gõ rồi nè. Rồi thầy chỉ dùng lại cái chữ thôi nha, thầy dùng lại cái chữ thôi. Ok, cái chấm chấm này thì không đúng, mình bỏ qua, coi như là mình cứ để ra đây đi, để dấu cách đi. Một tí nữa mình sẽ làm sao để cho nó ra đúng cái vị trí của nó. Rồi cái chỗ này nó cũng đang là cách nhau hơi bị nhiều nè, mình vô phục mét trong cái paragraph mình giảm nó xuống. Rồi tiếp ha, cái chữ khám phá các bạn thấy là người ta cho nó tô màu xám ra đến đây giữa chừng nè. Rồi còn cái này là nó thuộc vô trong. Như vậy cái chữ khám phá mình cho là mình bôi đen cái này đi ha. Rồi sau đó các bạn sẽ vô cái cũng là giống như cái kẻ khung này nè, bấm vô cái tam giác và mình chọn border and shading, bấm shading, bạn chọn color là màu xám, chọn màu xám. Sau đấy ở phía dưới này nó có nhiều cái nè, một là test, nếu như bạn chọn là test thì nó chỉ có tô màu chữ khám phá thôi, còn nếu mà bạn chọn paragraph thì nó sẽ tô màu từ đầu
cho đến cuối đoạn mình tô nó hơi bị mờ cho nên nhìn nó không có rõ, không có đẹp, tô đậm lên tí. Ok, được chưa? Cái chữ khám phá này mình sẽ cho nó đậm lên. Rồi, như vậy thì người ta chỉ làm có một đoạn nhỏ thôi, còn mình làm nó dài ra đến phía sau. Vậy mình chỉnh này bằng cách nào? Mình đang đứng ở cái dòng này, các bạn kéo cái right indent nhé, right indent chứ không phải là kéo ở trên này nhé. Adjust right là cả một cái file luôn, nó là right của cả cái file. Còn cái mình để right indent là chỉ có cái dòng này bị ảnh hưởng thôi. Đó, cái dòng này mình kéo vô trong nhưng mà xuống dòng dưới thì nó vẫn trở lại ở chỗ này bình thường, không ảnh hưởng gì hết. Ha, như vậy mình kéo right indent cho cái dòng khám phá thôi. Còn ba cái dòng này mình sẽ format cho nó là fillet. Fillet thì một là nó tự động nó kéo vào, còn nếu không kéo vào thì mình kéo ở trên này vào mình điều chỉnh được, không? Đó, cái này là left indent, còn này là first line tức là điều chỉnh dòng đầu tiên, còn cái này là left indent. Đó, mình kéo để cho nó theo đúng cái ý của mình. Bây giờ cái phần dưới này là dư, kéo ngược lên. Gì nữa nào? Bôi đen. Ok, full hết. Và cái dấu chấm chấm. Như vậy cái dấu chấm chấm thì các bạn chú ý giùm cho thầy. Cái dấu này chúng ta không phải là chấm vào, mà chúng ta sẽ sử dụng cái gì các bạn? Tab stop. Tab stop. Trong các cái bài học online các bạn đã có học đến cái này chưa? Tab stop. Như vậy thì chúng ta sẽ đặt tab stop cho cái dòng này. Và chúng ta để lại chỗ chữ trang, chúng ta nhấn tab một cái là nó nhảy ngay đến đây nè, đúng không nào? Nhưng mà hiện nay chúng ta chưa thấy được cái hay của nó là nó xuất hiện cái dấu chấm vậy chưa. Như vậy thì các bạn double click vô đây thì nó lên cái bảng tab, lên cái bảng tab. Và các bạn tab, bởi vì hiện nay trên cái dòng này các bạn chỉ thấy có một dấu tab này thôi, cho nên nó hiện là 4.13 in, là mình đặt một cái tab, và cái tab đó là tab canh phải. Và leader tức là cái đường dẫn này là nên là không có. Bây giờ mình chọn đường dẫn là số 2, set. Ok, thế nó tự động nó nhảy ha. Tại vì sao lúc nãy thầy biết là bạn gõ vào? Bởi vì khi thầy lít chuột vô đây là con trỏ nó nằm nhấp nháy ở đây. Còn đối với cách thầy làm thì bạn không có lít chuột ở giữa được. Bởi vì ở giữa này nó không có bất kỳ một ký tự nào cả. Mà nó có cái dấu. Dấu này gọi là dấu tab. Như vậy khi mà thầy chấm bài Word thì thầy mở cái này lên và thầy nhìn, thầy biết được à bạn đang định dạng bằng cái gì. Nếu trong trường hợp mà bạn đang ở dòng này mình enter thì xuống dưới này mình tab thì nó sẽ tự động, nó tự động, bởi vì cái tab mình set này là tab phải. Tại sao thầy set tab phải? Bởi vì các cái trang 10, 15, 20 hay là 250 hay là 1467 vân vân thì nó đều canh lệ lệ phải. Cho nên lúc này thầy chọn là thầy chọn tab tab phải. Chú ý chỗ này. Còn đối với cái bài mà thầy đang dùng ở đây là bạn đã gõ cho thầy rồi, cho nên thầy dùng cái format ở cái dòng trên thì áp xuống dòng dưới. Vậy thì áp bằng cách nào? Thay vì enter thì chúng ta có thể áp bằng cách xóa cái này lên, ẩm thực, nhấn cái dấu backspace xóa lên, nó nằm ngay chữ trang đúng không nào, trang 10. Enter xuống thì cũng giống như lúc nãy là mình enter mới, là bây giờ cái chỗ này nó được copy từ trên xuống. Đến chỗ này trang 15. Bây giờ còn cách nào khác không? Còn cách nào khác hay không? Như vậy thì chúng ta đang đứng ở cái dòng ẩm thực. Chúng ta đứng bất kỳ ở đâu trên cái dòng này ha. Rồi chúng ta chọn vô đây Format Painter. Các bạn chọn xuống dưới. Bây giờ khi mình nhấn vô cái nút Format Painter
thì tự động nó đang lấy cái định dạng từ dòng trên nhé. Rồi bây giờ mình xuống dòng dưới văn hóa trang 20, mình kéo vô thả ra không thấy gì, nhưng thực chất là nó đã ăn cái tab xuống dòng dưới rồi nè. Mình chỉ cần mình tab để, kể cả trong trường hợp chỗ này bạn chưa có cái dấu này luôn, mình đứng ở trên này mình chọn format painter, kéo xuống dưới tự động nó ăn theo cái dấu này cho mình. Đó, như vậy thì chúng ta đang format theo cái định dạng ở trên. Chỗ này nếu mà người ta cần viết hoa, viết in đậm thì mình in đậm ha. Rồi cái dòng chỗ này nó hơi giãn ra tí xíu đúng không? Giữa hai cái đoạn này nó giãn ra một tí nè. Như vậy thì chúng ta có thể định dạng cho nó giãn ra. Một là chúng ta chọn dòng này. Dòng này thì sẽ định dạng là giãn so với cái ở trên. Before. Đó. Còn nếu như mà các bạn chọn after là nó đẩy chữ ẩm thực xuống dưới. Nếu như chỗ này mà bạn chọn chữ after là nó đẩy chữ ẩm thực xuống dưới nha. F12. Đó, thấy chưa? Nó đẩy chữ ẩm thực xuống dưới. Cho nên là chúng ta phải nhớ chọn đúng cái vị trí của nó là bên trên. Rồi. Gì nữa nào? Khung gạch. Sorry, thầy quên cái hình này. Như vậy cái này nó phải chèn sáp rồi chứ không chèn tiếp bóc được. Ok. Rồi tí nữa mình sẽ chèn một cái sáp để cho các bạn thấy. Rồi mình cũng định dạng khung cho cái này. Định dạng khung cho cái này với cái màu cam. Đó, định khung cho màu cam. Size lớn lên tí. Size width. Có nốt. Sao vậy? Format shape. Ok, cái đó là mình đang định dạng ở bên trong rồi. Format shape line. Line, ok. Line đứt. Màu cam. Point. Ok. Được chưa? Còn gì nữa không? Thế rồi. Cái này mình cho nó rộng rộng ra một tí. Rồi, còn nếu như bạn muốn chèn shape thì bạn chọn insert shape và bạn chọn cái kiểu này. Fill, no fill, line. Ok. Này nhỏ lại một tí. Màu. Rồi, vậy thôi. Còn các ký ở trên này thì đưa xuống dưới này giống như trang thôi. Edit. Bởi vì bản thân cái này khi mà các bạn chèn shape á, là các bạn gõ, nhớ là màu chữ, như là màu chữ nó đang là màu gì mà sao không thấy đây. Ok. Copy xuống. Nó cũng vậy thôi, mình cũng làm y chang như ở trên thôi. Chủ yếu là mình chèn cái shape để cho nó giống cái cấu hình của bên trên thôi. Chứ còn khi mà mình gõ
chữ khám phá hay là những miền đất lạ, hay là mình dùng cái tab stop thì đều giống nhau, như là cách nào cũng được. Vậy cách nào mình cũng có thể làm được đối với lại cái bài tập này.